Xin chào, nước biển ô nhiễm rắc rến quá, người cá phải lên bờ tìm con người hỏi lý lẽ đây. Và Tyun là người cá cuối cùng của Việt Nam sống sót sau vụ thải chất độc kim loại nặng xuống nước. Nên Tyun phải đến để giúp các bạn người thường trở thành người cá để phụ Tyun kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật, không chỉ cho Việt Nam mà còn cả thế giới. Phải biến ước mơ tiên cá của các bạn thành sự thật. Sứ mệnh này thật là vất vả, nhưng không cần phải trả ơn gì cả. Chỉ cần giúp Tyun nhân rộng tình yêu thương đến tất cả muôn loài là được rồi. Ok, người cá tới rồi đây. Các bạn ơi!